Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail mang tên là Prado. Món này đã xuất hiện trong một cuốn sách mang tên là John Complete Bar Guide, được xuất bản vào năm 1970 rồi. Tuy nhiên, sau này nó mới được tìm lại và phục hồi bởi Casey Fitt ở quán bar Zig Zag, nhưng nó thật sự gây được tiếng vang thì chỉ mới vào năm 2009 khi nó được đưa vào trong menu của quán bar tên là Kerr ở New Orleans. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nhé. Rồi, và món này mình sẽ lắc nó lên nha. Cho nên là mình sẽ ướp shake và ướp ly luôn. Rồi, ly ngày hôm nay thì mình sẽ xài một cái ly cube này. Hoặc là mấy bạn xài mấy kiểu ly cube khác. Hoặc là ly kiểu Nick and Nora cũng được. Rồi, mình sẽ cho đá bào vô và mình sẽ ướp để qua một bên. Rồi, thành phần đầu tiên của món này nó sẽ là tequila. Mình sẽ xài tequila Blanco. Hôm nay thì mình sẽ xài Herradura. Rồi, mình sẽ cho vào đây là 45ml của Herradura nha. Tequila Blanco, các bạn xài tequila Reposado cũng được. Nhưng mà mình thích những cái món mà nó có, nói chung là bản thân mình thích nó Blanco hơn là kiểu Reposado hay là Añejo. Rồi, tiếp theo sau đó là mình sẽ xài một cái loại rượu mùi khá là đặc biệt. Cái chai này tên là của hãng Luxardo và nó là rượu mùi Maraschino. Và đối với rượu mùi Maraschino á, thì thật ra nó cũng không quá nhiều món sử dụng đâu. Nó có một cái món rất là nổi tiếng tên là Hemingway Daiquiri thì nó xài Maraschino liqueur. Cho những bạn nào chưa biết thì nó Maraschino liqueur đó, rượu mùi Maraschino thì nó có cái mùi của nó gọi là mùi của quả anh đào Marasca. Nói chung là bản thân mình không thích cái mùi của Maraschino lắm. Nhưng mà khi mà nó kết hợp với lại một vài loại, ví dụ như rượu gin hoặc là trong món Hemingway Daiquiri thì nó khá là hợp lý. Tiếp theo, mới nãy mình bỏ 15ml của Maraschino liqueur. Tiếp theo sẽ là khoảng 15-20ml của nước ép chanh. Rồi, món này thì mình sẽ, thì nó sẽ không có sugar syrup. Nhưng mà để mình thử xem nó sẽ thế nào. Nó nếu mà nó chưa có kiểu nó quá chua thì mình cũng có thể thêm thắt sugar syrup cho trong này để cho nó đỡ bị chua lại. Cái quan trọng nhất của cocktail là nó là cái sự balance á. Chua nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 10ml của sugar. Rồi lại. Chua quá thì nó sẽ không uống được. Nói chung là nếu mà theo công thức quá thì mình sẽ không uống được. Rồi, ok. Và món này thì mình sẽ có thêm một cái lòng trắng trứng nữa. Mình sẽ đập lòng trắng trứng vào một cái tin khác. Rồi, đó, để nếu mà lỡ mình lấy lòng trắng trứng mà nó có dính lòng đỏ thì mình cũng có thể xử lý được. Chứ nếu mà bỏ qua bên kia luôn thì mất công nó mình không có xử lý nó được. Rồi, rót vô shake nha. Rồi, sau đó là cho đá vô. Cho mấy bạn nào chưa biết thì cái hành động mới nãy của mình nó gọi là dry shake. Dry shake là lắc không đá. Và những cái món nào có lòng trắng trứng thì mình sẽ thường phải lắc không đá. Giờ thì lắc với đá nha. Thường món nào mà có lòng trắng trứng á, thì thường vỗ nó sẽ rất là dễ khó ra. Mình phải vỗ nhiều lần. Đau tay quá. Cho nên là bạn nào mà kiểu làm mà vỗ một lần mà không ra thì cũng đừng nghi ngờ vào bản thân mình, tại vì chắc cũng vậy. Rồi, giờ mình lượt đá và mình cho vào ly nha.
Nice. Rồi mình sẽ trang trí nó với lại một miếng chanh nha. Trời ơi, beautiful. Và đây là món Prado. Ok, bây giờ thử nha. Trời ơi, kiểu nhìn nó sang quá ha. Chỉ một cái lát chanh thôi, đơn giản trang trí với một cái lát chanh thôi, nhìn nó cũng rất là sang, cũng tại có cái form nè. Cái mùi chanh và mùi maraschino rất là nhiều, mình chưa ngửi được cái mùi của tequila. Maraschino vô trong cái món này không làm mình thất vọng nha. Cảm giác nó rất là hợp. Nhất là nó rất là hợp với lại chanh, với lại chanh xanh, với lại tequila. Và thực ra là tại vì cái mùi của maraschino, cái mùi của maraschino nó rất là mạnh. Nhiều khi ngửi vô ngửi một mình đó, mình nghĩ là cái mùi gì kỳ quá. Nhưng mà khi mà kết hợp vào trong này á, mình cảm nhận là nó hoàn toàn rất là hợp với lại cái mùi của tequila luôn. Và tequila đi với cái mùi maraschino á, nó tức là nó support cho nhau, chứ không phải là một cái thằng nào mà nó đẩy riêng thằng nào lên hết. Đầu tiên là cái mùi của maraschino mình thấy cái mùi của maraschino lên rất là nhiều, nhưng mà sau đó nó sẽ bắt đầu lên cái mùi của tequila trên cái nền của chua và ngọt mà mình đã làm rồi á. Mình đã xây dựng á, là có lime juice và thêm cái ngọt của maraschino và thêm cái nước đường nữa, thì nó trên cái nền đó và hai cái maraschino và tequila hòa quyện với nhau rất là hợp, không thằng nào mà kiểu không phải là nó quá đẩy tequila lên quá cao mà nó chỉ làm nền thôi, mà hai cái thằng này mình cảm nhận là nó hòa quyện với nhau khá là hợp lý. Lại thêm một món nữa với lại maraschino mà mình cảm thấy là khá là hợp lý á. Tại vì bình thường mà khi mà mình ngửi cái mùi của maraschino của mình, kiểu mình cảm thấy nó rất là kỳ, nhưng mà vào trong món này phải nói là perfect. Và đây là món Prado. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description. Nhớ tham gia vào nhóm chia sẻ công thức cocktail pha chế rượu tại nhà để cùng nhau trao đổi những cái công thức cocktail mà các bạn đã tạo ra. Và tụi mình có phát triển một cái app bằng tiếng Việt của Việt Nam đầu tiên. Và tụi mình sẽ để link ở dưới phần description luôn nha. Và nó bao gồm rất là nhiều những cái công thức cocktail trong đó. Nếu mà các bạn nào cần tìm thì các bạn có thể download cái app đó xuống. Và nhớ theo dõi mình để coi là check có đi được đến con số 365 không nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.